Khỏe quá. Tự nhiên sốc khóc xong nó khỏe ra mọi người. Ra nước nó khỏe. Đôi khi thì chưa có hết nước mọi người ơi, cho nên khóc nữa quá. Xịt miếng cho thơm rồi khóc tiếp cho nó thơm.
Xin chào mọi người, vừa rồi Huy mới trình bày xong bài hát Khóc của nữ ca sĩ Đông Nhi. Do Huy không có biết cách xin nhạc á, với lại không có nhạc ở đây, không cho nên là hát không có thuộc lời, cho nên Huy vừa hát cái bài hát Khóc của nữ ca sĩ Đông Nhi trình bày xong rồi. Huy hy vọng mọi người sẽ thích cái bài hát của Huy vừa trình bày nha. Cảm ơn mọi người.